Hello, xin chào các bạn, là mình đây. Và tựa game hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là tựa game Monopoly. Là một tựa game mà rất nhiều bạn đã comment và muốn mình làm một video về review và hướng dẫn cách chơi. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với tựa game này. Thì các bạn thấy là tựa game này là tựa game Monopoly dành cho người từ 8 tuổi trở lên và gồm 2 tới 6 người chơi. Thì tựa game này được mệnh danh là tựa game cờ tỷ phú Việt Nam, và nó được mệnh danh là một tựa game là chơi rẻ, tinh thần gia đình đồng đội. Tại vì là chơi game này bạn sẽ phải làm mọi cách để bạn chiến thắng, thì bạn phải cố gắng thu thập nhiều mảnh đất về cho các bạn và xây nhiều nhà. Và nếu mà người thân, bạn bè các bạn vào thì các bạn vẫn phải trắng lột lấy tiền thôi, tại vì họ đã vào nhà của bạn. Và nếu nhà của bạn càng nhiều nhà và khách sạn thì bạn của bạn phải trả càng nhiều hơn thì sẽ nhanh phá sản. Đó, thì bây giờ chúng ta hãy xem là trong hộp có gì ha. Thì đây là một cuốn sách hướng dẫn. Nó thì tại vì game này là mua Đức nên là sách hướng dẫn là tiếng Đức. Và đây là một cái bảng setup trò chơi, xíu nữa mình sẽ mở ra ha. Và đây gồm các icon, như là đây là tiền này, đây là cái màu xanh thì sẽ là nhà và cái màu đỏ thì sẽ là khách sạn ha. Và đây là con xúc xắc của tụi mình đây. Và đây là những ký hiệu mà các bạn sẽ chọn để mà khi các bạn đã bắt đầu chơi. Và đây là các ngôi nhà này, tên của các ngôi nhà nè đó. Và đây là sẽ những cái khạc để mà ví dụ như là khi các bạn bấm vào cái ô này thì các bạn sẽ lật thẻ bài lên, và trong thẻ bài nó sẽ có những cái nội dung như thế này đó. Thì xíu nữa mình sẽ nói về những cái nội dung bên này. Và loại thứ hai là cái loại này. Đây là hai loại mà mình sẽ gặp khi mà mình di chuyển trên bản đồ, trên map ha. Thì mình sẽ gặp hai cái này rất là thường xuyên luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ setup trò chơi và mình... Ok, thì đây là setup của game này các bạn. Bây giờ mình sẽ giải thích từng phần ha. Thì mình sẽ giới thiệu thứ nhất là gọi là ngân hàng đây ha. Các bạn chơi sẽ chọn một bạn làm ngân hàng, là người sẽ kiểu như là sẽ đưa những cái vật phẩm cho người chơi, và như là tiền nè, các con đường và các ga tàu và nhà hàng khách sạn. Thì khi mà người chơi mua thì bạn đó sẽ đưa và thối tiền hoặc là trả tiền thừa lại cho người chơi. Thì bây giờ mình phân loại là tiền thì mình sẽ phân loại hàng ngân này, mình sẽ đựng là 1 đồng này, 5 đồng này, 10 đồng này, 20 đồng, 50, 100 và 500. Và ngân này thì mình sẽ sắp xếp các con đường theo màu sắc. Thì đây là ga tàu, thì chúng ta sẽ gồm 4 ga tàu. Và ga tàu của mình thì thế nào? Khi các bạn đổ xúc xắc và các bạn vào những cái ô này. Đó. 4 ga tàu và 4 con đường thì các bạn sẽ được phép mua. Thì mỗi ga tàu các bạn sẽ mua với giá là 200 đồng. 200 đồng đây. 200 Monopoly đây. Thì cách sử dụng là thế nào? Khi mà
người chơi vào ga tàu của các bạn. Thì nếu bạn có một ga tàu đây, nếu bạn có một ga tàu thì người chơi sẽ phải trả 25 Monopoly. Còn nếu bạn có hai ga tàu thì người chơi phải trả 50 Monopoly. Nếu bạn có 4 ga tàu, 3 ga tàu thì người chơi sẽ trả 100 Monopoly, và nếu bạn có 4 ga tàu thì người chơi sẽ phải trả 200 Monopoly. Và cái ga tàu này khi bạn muốn bán á, thì bạn sẽ nhận lại được từ bank là 100 Monopoly. Và nếu bạn muốn chuộc lại cái ga tàu này, bạn muốn mua lại ga tàu này thì bạn phải trả là 110 Monopoly để các bạn mua lại được. Thì đó, đó là cái ga tàu của mình. Và thứ hai là về nhà máy nước và nhà máy điện. Thì khi các bạn vào ô này và các bạn vào ô này thì các bạn sẽ được phép mua. Thì hai vật phẩm này là đều đồng giá là 150 Monopoly. Và cách sử dụng là thế nào? Nếu bạn có một bạn thu thập được một điện, một nhà máy điện hoặc một nhà máy nước thì bạn sẽ được nhân 4 lần so với cái con số xuất sắc mà bạn đã tung được. Ví dụ như là xuất sắc của bạn có 4 số, 4 nút thì bạn sẽ phải trả là 4 nhân với 4 là 16, 16 Monopoly cho cái người chủ của nhà máy điện và nhà máy nước. Còn nếu bạn thu thập cả hai cái này và nếu người người chơi vào một trong hai, ví dụ như là vào ô điện đi hoặc là vào ô nước đi, thì mà trong kho của bạn có hai cái con hai nhà máy này thì các bạn sẽ được nhân 10 lần. Là ví dụ như là xúc xắc của bạn có bốn, bạn thấy xúc xắc được 4 nút thì các bạn sẽ nhân lên 10 lần, bạn phải trả cho người chủ là 40 Monopoly. Thì đây là cách sử dụng của nhà máy điện và nhà máy nước. Thì các bạn nếu các bạn muốn bán nó thì là bảy các bạn sẽ nhận lại được từ ngân hàng là 75 Monopoly. Và nếu các bạn muốn mua lại, muốn chuộc lại thì các bạn phải trả 83 Monopoly. Thì cái này cũng vậy. Đó. Thì đây là cách sử dụng của nhà máy điện và nhà máy nước. Đó, mình sẽ đặt cái đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục giải thích cho tới các con đường này ha. Thì đây là con đường màu xanh, và con đường này thì gồm có ba con đường màu xanh giống như vậy. Thì làm thế nào các bạn có được những con đường này? Thì các bạn khi mà bạn tung xúc xắc và các bạn vào được các ô này thì các bạn sẽ được phép mua nhà, mua đường ha. Thì mỗi con đường sẽ có một giá tiền khác nhau. Ví dụ như con đường này là mắc nhất này, là gồm 320 Monopoly, và hai con đường này là có giá là 300 Monopoly. Thì khi các bạn đã thu thập đủ ba con đường như thế này cùng màu thì các bạn sẽ được phép mua nhà, và các bạn sẽ được phép mua nhà, và các bạn giá tiền mỗi cái nhà thì ở đây nó hiện thấy ví dụ là một ngôi nhà là các bạn sẽ mua hết 200 Monopoly. Và để mua được một căn khách sạn thì các bạn phải có 200 Monopoly cộng với 4 ngôi nhà. Là các bạn muốn xây một một cái khách sạn thì các bạn có phải có sẵn 4 ngôi nhà đó và cộng thêm 200 Monopoly nữa. Thì khi mà thì đó là các bạn muốn mua nhà, thì nếu mà các bạn đã thu thập đủ ba căn nhà rồi mà các bạn chưa đủ tiền để mua nhà, thì nếu mà khách vào nhà bạn, người chơi vào nhà bạn thì họ sẽ phải trả là 52 Monopoly. Tại vì nếu bạn đã thu thập đủ ba căn nhà rồi, còn nếu bạn chưa thu thập đủ ba căn nhà thì cái số tiền sẽ được chỉ tính là theo tùy theo
con đường, ví dụ như là bạn vào con đường Rathausplatz thì các bạn sẽ trả là 26 Monopoly. Đó. Và nếu mà các bạn mua nhà và các bạn có nhà rồi thì mỗi mỗi căn nhà của một con đường thì các bạn họ sẽ phải trả là 130 Monopoly. Nếu mà cái con đường Rathaus này có một ngôi nhà thì khi mà bạn có khách ghé thăm thì họ sẽ phải trả tiền như vậy. Và lần lượt với hai ngôi nhà, ba ngôi nhà, bốn ngôi nhà và một cái khách sạn thì họ phải trả là 1.275 euro, 1.275 Monopoly. Thì đó, thì tương tự với tất cả những các con đường khác cũng như vậy. Đây thì mình có tổng cộng là màu sắc này nè, màu nâu chúng ta thì chỉ gồm có hai con đường thôi. Màu hồng này, màu đỏ này, màu hồng, màu đỏ, màu da cam, màu xanh này là mắc nhất và chỉ có hai con đường thôi. Đó. Và màu vàng. Thì đây là những con đường mà các bạn sẽ phải thu thập. Và nếu ví dụ như là nếu các bạn muốn bán, trong trường hợp các bạn muốn bán con đường, như là các bạn không đủ tiền để các bạn trả tiền ghé thăm chẳng hạn, thì các bạn mỗi con đường các bạn bán thì các bạn sẽ lật sau lưng thế này thì các bạn sẽ biết là số tiền mà các bạn sẽ nhận được từ bank. Thì đối với con đường này, mà giả sử thì đối với con đường này thì bạn khi mà bạn bán thì bạn sẽ nhận được 150 Monopoly, và nếu bạn bạn mua lại thì bạn sẽ phải trả là 165 Monopoly. Đó, thì mỗi con đường nó sẽ có một cái giá bán và cái giá mua lại khác nhau. Đó. Và tùy theo con đường và tùy theo con đường các bạn cũng sẽ có cái giá mua nhà khác nhau. Ví dụ như là cái con đường này là một con đường rẻ này, tại vì là bạn chỉ mất 50 Monopoly để bạn mua một căn nhà, và bạn chỉ mất 50 Monopoly cộng với 4 nhà thì bạn mua được một cái khách sạn. Thì cái này tùy thuộc vào số tiền mà người khách sẽ phải trả khi vào nhà bạn. Ví dụ như là ở ngôi nhà này, nếu mà khách vào nhà bạn mà nhà bạn có một căn nhà thì họ phải trả 130. Nhưng mà đối với con đường này thì nếu mà bạn có một căn nhà và khách họ tới thì họ chỉ phải trả 4 cái Monopoly thôi. Thì người ta gọi là tiền nào của nấy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục giải thích về. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chơi và cách bắt đầu chơi ha. Thì các bạn thấy là mỗi người, mình đã đặt sẵn cho mỗi người là một số tiền như thế này. Thì các bạn thấy là đây, khi mới khởi đầu thì mỗi người sẽ có 1.500 Monopoly, gồm là 5 đồng số 1 nè, 1 đồng số 5 nè, 2 đồng số 10 nè, 1 đồng số 20 nè, 1 đồng số 50 và 4 đồng số 100 và 2 đồng số 500. Thì đó, mình đã chia sẻ đây. Và luật chơi của mình hôm nay là 3 người. Đó, thì để xác định người bắt đầu chơi thì các bạn sẽ tung xúc xắc. Thì ví dụ như là mỗi người sẽ tung xúc xắc và người nào mà số nút nhiều hơn thì người đó sẽ bắt đầu. Và chúng ta sẽ bắt đầu theo chiều cái đồng hồ ha. Và lưu ý khi chơi là chúng ta sẽ khởi đầu từ vị trí này và sẽ cứ đi tới những cái vị trí này. Thì ví dụ như là các bạn tới vị trí này thì các bạn sẽ mở lật thẻ bài. Thì trong thẻ bài này nó có rất là nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ như tình huống đây thì cái này là mình không biết tiếng Đức rồi, nhưng mà
Những cái này thì mình sẽ phải sử dụng quýt khô dịch. Nếu mình không chơi cùng với bạn Đức thì trong cái này và trong cái ô này, thì cái ô này là các bạn sẽ lật theo bài khi các bạn vào ô này đúng không? Thì trong những hai cái ô này thì nó sẽ có những cái tình huống rất là ói âm, như là các bạn họ sẽ kêu các bạn là tới một cái nhà ga hoặc là một con đường nào đó, và khi các bạn tới thì các bạn sẽ có hai lựa chọn là các bạn sẽ phải trả tiền nếu con đường đó có người sở hữu, và các bạn sẽ được mua nếu con đường đó không có người sở hữu. Và nó sẽ có những trường hợp như là bạn có sinh nhật và các người chơi khác phải tặng bạn một số tiền như là 10 Monopoly hoặc 20 Monopoly, hoặc là bạn nhận được tiền từ bảo hiểm, đi bệnh viện, hoặc phải trả tiền này kia. Thì những cái trả tiền như là tiền trả tiền cho bệnh viện là bạn sẽ đặt ở giữa này đó, và các bạn muốn lấy số tiền ở giữa này thì các bạn sẽ phải vào ô này. Vào ô này thì các bạn sẽ lấy được tiền ở giữa. Và nó cũng sẽ có rất là nhiều trường hợp ói âm khác, như là bạn sẽ phải trả tiền thuê nhà theo ngôi nhà của bạn. Ví dụ như là hiện tại bạn có 10 ngôi nhà và một cái khách sạn, thì bạn sẽ phải trả mỗi ngôi nhà là gồm 20 Monopoly và một khách sạn là 50 Monopoly chẳng hạn. Thì đó là những trường hợp rất là ói âm khi các bạn vào hai ô này. Và khi các bạn vào ô này thì các bạn phải đặt 20 Monopoly ở chính giữa này. Khi các bạn vào ô này nè, và ô này thì các bạn phải trả là 100 Monopoly. Thì đó là những ô mà cần lưu ý. Thì đây là cái ô gọi là cái ô vào tù. Thì nếu các bạn vào cô này mà theo số nút ở bên này thì các bạn chỉ là người ghé thăm thôi. Còn nếu các bạn mà vào ô này thì các bạn phải vào tù. Phải vào ở đây. Phải vào nhà tù ở đây. Thì để được ra tù thì các bạn phải có hai cách để các bạn ra tù. Là thứ nhất là các bạn phải trả 50 Monopoly thì các bạn sẽ được ra ngay, và các bạn phải trả trước khi các bạn tung xúc xắc. Hoặc là trường hợp thứ hai là các bạn phải tung xúc xắc mà có hai số nút giống nhau. Ví dụ như là các bạn sẽ phải tung số xúc xắc có hai nút giống nhau như thế này thì các bạn sẽ được ra tù. Và điều kiện để các bạn vào tù thì như mình nói là các bạn đi vào ô này thì các bạn sẽ phải vào tù. Và trường hợp thứ hai là các bạn tung xúc xắc mà 3 lần giống nhau. Ví dụ như lần 1 mình tung cái này, lần 2 mình tung hai số 4 giống nhau, và lần 3 mình tung là hai số 5, hai nút 5 giống nhau, thì mình sẽ phải vào tù. Và khi các bạn tung xúc xắc thì nếu mà các bạn tung hai nút giống nhau thì các bạn sẽ được đi tiếp một lần nữa. Các bạn sẽ được tung xúc xắc một lần nữa. Ví dụ như là mình tung hai số 2 thế này thì mình sẽ được một lượt tung xúc xắc một lần nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ chơi demo một vài ván để các bạn biết về trình tự chơi của trò chơi này ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi demo một vài ván để các bạn biết, các bạn có thể hình dung được cách chơi của trò chơi này ha. Thì bây giờ trước hết thì mình sẽ giới thiệu là cái biểu tượng ha. Thì con vịt thì mình sẽ thuộc vào người chơi này, người chơi A này, và cái C sẽ thuộc vào người chơi B, và con chó hay là con mèo gì đây không biết, con mèo sẽ là thuộc về người chơi C. Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt ra đây để không bị nhầm lẫn. Và bây giờ mình sẽ tung xúc xắc
ha. Thì bây giờ mình sẽ tung người A trước ha. Người A thì có hai nút đó. Bây giờ mình sẽ tung cho người B, 3 nút. Và bây giờ mình sẽ tung cho người C ha. Ô, 4 nút. Vậy bây giờ là người C là con mèo này sẽ được đi trước. Bây giờ mình sẽ tung xúc xắc đầu tiên cho người C nè. Ok, rất là may mắn luôn là 4 với 4 là 8 nút. Thì bây giờ mình sẽ lấy con mèo đây. Sẽ đi 8 nút. 1 nè, 2 nè, 3 4 5 6 7 8. Thì đây là con đường mà người C đã tới. Thì bây giờ là mình sẽ quyết định mua con đường này cho người C với giá là 100 Monopoly. Thì đây mình sẽ lấy 100 Monopoly. Mình đặt vào bank. Mình đặt vào ngân hàng. Và mình sẽ tìm con đường này. Con đường này là Elisetase. Ok, đây là con đường mà người C đã mua. Thì mình sẽ đặt ở đây. Đó. Và các bạn nhìn thấy là người C của mình là có hai nút giống nhau, nên là bạn ấy sẽ được phép tung xúc xắc một lần nữa. Ok, bây giờ là 6 nút. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, rất là may mắn luôn. Bạn ấy vào con đường là Neustase. Thì có giá là 160 Monopoly. Thì mình cũng sẽ giúp bạn ấy mua con đường này với giá là 160 Monopoly. Xích vào bank. Ok, và con đường này là Neutrace đây. Đây thì bây giờ bạn ấy đã có hai con đường rồi. Thì khi mà bạn ấy tung xúc xắc thế này thì bạn ấy không thể có thêm một lượt nữa. Bây giờ thì sẽ là lượt của người A ha, là con vịt này đây. Thì bây giờ mình sẽ giúp người A tung xúc xắc này. Ok là 6. Bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy đi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, rất là may mắn bạn ấy được mua con đường này, con đường Châu Xê Trace này với giá 100 Monopoly. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy mua thôi. Đây. Đây là con đường mà bạn A đã mua. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt của bạn B ha. Là cái xe này đây. Giúp ai tung xúc xắc. Ok, 4 nút. Thì bạn 1, 2, 3, 4. Ô, bạn B rất là một người không may mắn vì bạn ấy đã vào cô này. Bạn ấy phải đặt 200 Monopoly vào ở chính giữa đây. Thật là không may mắn. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt của bạn C ha. Ok, là 11 nút. Thì bạn C đang ở đây, thì bạn sẽ đi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À, bạn ấy sẽ được phép mua cái ga tàu này với giá là 200 Monopoly. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy mua ha. Lấy 200 Monopoly ở đây. Đặt vào bank. Thì bình thường là sẽ có một bạn làm bank ha, nhưng mà bây giờ mình chơi một mình nên là mình sẽ chịu trách nhiệm đó luôn. Thì con đường cái ga tàu mà bạn ấy mua là Nose. Ok, đây là cái ga tàu mà bạn ấy đã mua. Thì đây mình sẽ đặt ở đây. Thì bạn ấy bây giờ hiện tại đã có một con đường màu xanh da trời, một con đường màu hồng và một ga tàu. Thì xong, tiếp theo sẽ tới lượt của bạn A ha. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn A tung xúc xắc. Ok, bạn A được 3 nút. Thì đây, đây là cái ký hiệu của bạn A, đây là con vịt đây. Thì bây giờ mình sẽ đi là 1, 2, 3. Thì bạn ấy được mua con đường Postrace với 120 Monopoly. Thì mình sẽ giúp bạn ấy mua.
Đây, bạn đặt vào pan. Thì đây, đây là con đường mà bạn A sẽ mua đây. Thì bây giờ bạn thấy là bạn ấy đã có hai con đường có màu sắc giống nhau. Thì tiếp theo nếu bạn ấy muốn mua nhà thì bạn ấy phải thương lượng với bạn C, về bạn C có một con đường có màu xanh da trời. Đó, thì nếu mà bạn A muốn mua nhà thì bạn ấy phải thương lượng làm thế nào để lấy được con đường còn lại từ bạn C thì bạn ấy mới được mua nhà. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lượt chơi của bạn B. Xếp bài tốt xuất sắc ha. Ok, thì bạn B được 7 nút. Thì đây là ký hiệu của bạn B này. Bạn B đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ khi bạn ấy đã phải trả tiền 200 đô play. Thì bây giờ bạn ấy sẽ đi 7 nút ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ô, may mắn đầu tiên của bạn ấy, tại vì bạn ấy đã được mua con đường C Trace với giá 140 Monopoly. Bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy mua ha. Đây, sẽ giúp bạn ấy mua. Thì mình giúp bạn ấy mua thì nhà banh sẽ trả cho bạn ấy 10 Monopoly. Và con đường, thì con đường này mình sẽ tìm ha. Đây, con đường này là con đường mà bạn ấy đã mua đây. Con đường đầu tiên của bạn ấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ tới lượt của bạn C và mình sẽ giúp bạn ấy trong xuất sắc luôn. Bạn C rất là may mắn. Từ bạn ấy được 6 nút và được 2 nút giống nhau thì bạn ấy sẽ được tung xuất sắc một lần nữa. Thì ok, đây là ký hiệu của bạn C này. Bạn C được đi 6 nút. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bạn ấy tới, bạn ấy được mua con đường này với giá 300 Monopoly. Thì bạn ấy sẽ vẫn mua tiếp thôi. Tại vì khi các bạn chơi những ván đầu tiên thì các bạn sẽ phải thu thập con đường để sau này các bạn có thể thương lượng với người khác. Thì con đường mà bạn ấy mua là con đường Rush House Plus. Đây là con đường mà bạn ấy đã mua đây. Thì các bạn thấy là bạn sẽ rất là may mắn tại vì là thu thập được khá là nhiều con đường ở đây. Ok, và bạn ấy lại được tung xuất sắc một lần nữa. Ok, bạn ấy được 6 nút. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn ấy lại được mua con đường này với giá là 350. Ok, thì mình sẽ vẫn giúp bạn ấy mua thôi. Bỏ vào đây và nhà banh sẽ thối lại cho bạn 100. Ok, và con đường này tên là Park Trace. Ok, đây là con đường mà bạn ấy đã mua đây. Ok, thì các bạn thấy là bạn B đã tới đây rồi. Thì khi các bạn, một loạt chơi khác là khi các bạn đi một vòng và qua tới cái ô này thì các bạn sẽ được nhận 200 Monopoly. Nếu các bạn đi một vòng. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn A ha. Mình sẽ giúp bạn ấy tóm sổ sách. Ok, đây là bạn A có 11 nút. Thì đây là của bạn A đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì các bạn thấy là bạn A đã vào cô này rồi. Thì bạn A sẽ được nhận được nhận tất cả số tiền ở chính giữa đây. Thì hiện tại chính giữa đây chỉ có 200 Monopoly thôi, nên là bạn A sẽ được nhận 200 Monopoly. Thì cái này giống như là số số vậy các bạn. Thì nếu mà ở trong cô này càng nhiều tiền thì khi các bạn vào ô này thì các bạn sẽ nhận được bấy nhiêu tiền. Và nếu không có cái gì cả thì các bạn không nhận được gì cả. Đó, thì bạn A rất là may mắn được trúng số 200 Monopoly.
Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm một vài ván nữa và mình sẽ chơi một mình. Sau đó mình sẽ quay lại khi mà tất cả mọi người đã có thể mua nhà để mình sẽ giới thiệu là làm sao các bạn mua nhà và các bạn sẽ phải trả tiền như thế nào khi các bạn vào nhà của đối phương ha. Ok, thì các bạn thấy là mình đã tới lượt chơi của bạn C rồi và bạn ấy vừa tung sổ sách là 9 nút ha. Thì bây giờ đây là ký hiệu của bạn C. Thì bây giờ mình sẽ đi 9 nút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì các bạn thấy là bạn C là đi qua cái này. Thì bạn C sẽ được nhận được 200 Monopoly từ nhà, từ ngân hàng. Và bạn ấy vào con đường châu xe ta đá xe là con đường của bạn A. Thì bạn A là chỉ có hai con đường thôi. Thì khi mà bạn 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 xe vào thì bạn xe thì phải trả 6 Monopoly. Đây các bạn thấy không? Đó. Hàng đầu tiên là 6 Monopoly cho bạn A. Ok, thì mình sẽ trả 6 Monopoly cho bạn A. Ok, và mình sẽ tiếp tục lượt chơi của bạn A. Chín nút. Và đây là ký hiệu của bạn A ha. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ok, thì bạn A được mua con đường màu vàng này với giá là 280 Monopoly. Con đường này. Con này. Ok. Với giá 280 Monopoly. Ok, mình sẽ lấy 200, 300 để nhà bên thối lại cho mình 20 đây. Ok, và bây giờ mình sẽ tới lượt của bạn B. Thì bạn B lượt vừa rồi bạn ấy mua được con đường màu đỏ cái này đó, thì bây giờ không biết là bạn ấy có được may mắn tiếp theo hay không. Năm nút, thì đây là ký hiệu của bạn B đây. 1, 2, 3, 4, 5. À, bạn ấy được phép mua con đường màu vàng với giá là 260 Monopoly. Ok. Thì bây giờ mình sẽ giúp bạn ấy mua 260. Con đường vàng đây là Lessing Trace. Ok, thì bây giờ bạn B đã có ba con đường rồi. Ok, sẽ bây giờ sẽ tới con đường của bạn, sẽ tới lượt chơi của bạn C thôi. Bạn ấy thông xúc xích. Ok, bạn ấy được 8 nút. Thì đây là ký hiệu của bạn C ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì đây là con đường của bạn ấy. Nêu nêu tra xe đây, đây là con đường của bạn C. Nên là bạn ấy không cần phải trả tiền gì hết. Và tiếp tục lượt chơi của bạn A thôi. Bạn A tiếp sách. Ok, được 9 nút. Thì đây là ký hiệu của bạn A đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ồ, bạn A không may mắn thì bạn A phải trả 100 Monopoly cho nhà bạn là ở chính giữa ở đây. Ok, bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn C ha, bạn B ha. Ồ, bạn B rất là may mắn, 12 nút. Đây kia bạn B đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ồ, lại không may mắn rồi. Bạn B phải trả 100 vào chính nhà nhà bạn. Và bạn B sẽ được đi được một lượt xúc xắc tiếp nè. Ok, bạn B được 8 nút. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, thì bạn B đã vào nhà của bạn A đây. Cho ta xe đây. Và bạn B, thứ nhất là bạn B đi qua bên này sẽ được nhận 200 Monopoly. Đây.
và các bạn ấy phải trả tiền. 5 Monopoly, 6 Monopoly cho bạn. Bạn ấy phải trả 6 Monopoly cho bạn A. Ok, thì cái này, cái vụ trả tiền và cái vụ nhận tiền thế này, thì các bạn, nó có một cái luật chơi thế này, thì các bạn phải nhắc người chơi là phải trả tiền, hoặc là nhắc người chơi là phải nhận tiền từ ngân hàng. Nếu các bạn không nhắc thì các bạn sẽ kiểu như là skip qua đó, là sẽ qua lượt, là các bạn khi mà tới lượt người chơi mới thì các bạn sẽ không được phép đòi nữa. Ví dụ như là người chơi B của mình vào nhà này, vào nhà của người A này, nếu người A không nhắc là ê mày đưa tao 6 Monopoly đây, thì tới lượt của bạn C thì bạn A không thể đòi bạn B được nữa. Thì đây là một cái luật chơi rất là oai âm, kiểu như là bạn phải tập trung cao độ và là để xem thử là người chơi của bạn phải tới nhà bạn hay không. Thì mình đã gặp trường hợp này mấy lần, thì khi đó là mình vừa ăn cơm và mình vừa chơi, thì kiểu là miệng thì nhai mà tay thì xúc, rồi mắt thì ngó, thì mình không thể tập trung được là biết là ai được vào nhà mình, thì mình bị skip vào đấy. Thì khi mà nhận ra thì mình đã có 3 người vào nhà của mình và mình không đòi ngay lúc đó, nên là tới lượt chơi mới là mình không thể đòi được. Thì đó là một luật chơi khá là hay. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt chơi của bạn C ha. Bạn C rất may mắn là vì bạn C tung thuốc sách rất là ok. 4 nút thì đây là con đường của bạn C đây, 1, 2, 3, 4. Bạn ấy được mua con đường này với giá là 180 Monopoly. Ok, sẽ lấy 180 Monopoly. Bác là 200 và con đường này là Vitrace đây. Thì bây giờ là mình thấy là thường thường thì các bạn sẽ thỏa thuận bán con đường này đường kia khi các bạn collect đủ các nhà này. Nhưng mà bây giờ mình muốn giới thiệu cho các bạn cách mua nhà và cách mua khách sạn thế nào, thì bây giờ mình sẽ deal với bạn C. Tới lượt của mình rồi, bây giờ là lượt các bạn A. Thì bây giờ mình sẽ deal với bạn C mua cái nhà, còn lại là cái nhà Elise Trace đây. Thì cái nhà này là bạn C mua chỉ với giá là 100 thôi, nhưng mà bây giờ mình muốn thương lượng với bạn ấy, mình muốn mua lại, thì mình sẽ trả cho bạn ấy cao hơn một xíu, mình sẽ trả là 200 đi, để mình mua được con nhà này. Đó, thì bây giờ bạn sẽ thối lại cho mình là 300. Đây. Ok, thì bây giờ bạn thấy là bây giờ tới lượt của mình rồi, và bây giờ mình đã có đủ, mình sẽ thu thập đủ ba con đường cùng màu thế này, thì bây giờ mình có thể mua được nhà. Thì theo luật của mình thì mỗi người chơi thì sẽ có một luật riêng, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm theo đúng luật của trong sách ha. Thì bây giờ là các bạn mua nhà, nhưng mà các bạn cái luật thế này, các bạn chỉ được mua một ngôi nhà trên một con đường thôi. Thì bây giờ là mình có ba con đường, thì mình muốn mua nhà thì bây giờ mình chỉ được mua ba ngôi nhà thôi cho mỗi con đường và mỗi lượt. Thì ví dụ như là bây giờ tới lượt của mình thì mình sẽ được mua ba ngôi nhà, và tiếp theo khi tới lượt của mình nữa thì mình sẽ được mua ba ngôi nhà nữa, cứ như vậy. Còn có cái luật khác thì các bạn có thể mua nhà bao nhiêu tùy thích. Thì như mình nói là mỗi người có một cái luật khác nhau, thì bây giờ mình sẽ theo luật của Monopoly thôi. Thì bây giờ mình sẽ mua ba ngôi nhà ha, thì mình sẽ phải trả 50 Monopoly cho một ngôi nhà. Thì bây giờ mình sẽ trả 150 cho một ngôi nhà ha.
Thì bây giờ mình sẽ đặt vào băng và mình sẽ lấy băng ở nhà. Đặt ở đây. Đó. Thì ví dụ như là khi mà người chơi khác vào ngôi nhà của mình, ví dụ như là bạn B đây, nếu mà lật xong mà bạn ấy vào ngôi nhà của mình thì bạn ấy sẽ phải trả là cho con đường này là 30 Monopoly chứ không phải là 6 Monopoly như lúc đầu nữa. Thì đó, thì bây giờ mình để mình mua được 4 cái ngôi nhà. Một cái khách sạn thì mình phải có 4 ngôi nhà ở đây và đóng thêm 50 Monopoly nữa. Và mình nếu mình bán ngôi nhà này thì mình chỉ được nửa tiền thôi. Ví dụ như là bây giờ mình muốn bán ngôi nhà này thì mình chỉ được 25 Monopoly thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đã mua nhà xong xuôi hết rồi thì bây giờ mình sẽ tung sổ sách và tiếp tục chơi thôi. Ok, thì bây giờ là 4 nút. Đây. Không. Đây là cái hiệu của mình đây. 1, 2, 3, 4. Thì các bạn thấy là mình đã qua cái ô này nên là mình sẽ được 200 ly từ nhà bang. Và mình sẽ phải mở cái ô này. Ôi giời ơi, mình lại không biết tiếng Đức rồi. Không biết là cái ô này là nhận được hay là phải trả tiền cho Monopoly cho nhà bang đây. Đó, thì sau khi các bạn mở nút mở cái lạc cô này thì các bạn phải để dưới ha và tiếp tục như vậy. Thì như mình đã nói lúc đầu là hai cô này nó sẽ có những cái tình huống rất là ói âm mà các bạn sẽ phải làm. Ví dụ như là các bạn phải trả tiền phải trả tiền ngân hàng, phải trả tiền bảo hiểm hay là phải trả tiền bệnh viện này kia, thì những số tiền đấy là các bạn sẽ đặt cái giữa này. Và đương nhiên thì có cho thì cũng sẽ có nhận, thì các bạn sẽ nhận được tiền như là tiền mừng sinh nhật hay là bạn làm gì đó nghi phép gì đó được tiền thưởng công ty thì bạn sẽ nhận được từ cái ngân hàng này đây. Thì đó, mình đã phổ biến cho các bạn cách chơi và luật chơi của trò chơi này. Thì trò chơi này là sẽ tốn các bạn rất nhiều thời gian luôn, không có khi là 2-3 tiếng tùy thuộc vào số lượng người chơi và cách chơi của mỗi người. Thì đây là một tựa game cũng khá là thú vị và cũng rất thời gian rất là hiệu quả nếu các bạn buồn chán. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video của mình tại đây ha. Tại vì là không thể mà chơi hết được các bạn ha, tại vì là rất là lâu luôn, là mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn có thể giúp mình like và theo dõi kênh của mình và comment cho mình một cái để mà mình có động lực để làm nhiều video khác cho các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem tới đây và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của mình về hướng dẫn cách chơi board game ha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn có thể comment phía bên dưới cho mình biết ý kiến của các bạn về video này ha. Và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, theo dõi kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video sắp tới của mình ha. Và cảm ơn, thật sự cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ và nó làm cho mình có thêm động lực để mà có thể làm nhiều video mới sắp tới về board game và cũng như cuộc sống của mình ở bên châu Âu cũng như là nói chung và Tây Ban Nha rất nói riêng ha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại những video sắp tới của mình. Bye bye.